xem giàu nghèo, phải xem trọng tài tinh, vì giàu hay nghèo đều dựa vào tài tinh để phán đoán. Nhưng trong mệnh, tài nhiều không nhất thiết là giàu, thậm chí có thể là nghèo. Ngược lại, tài ít hoặc không có tài chưa chắc đã nghèo, thậm chí có thể là giàu. Cho nên then chốt là phải xem tài tinh đó là hỷ hay kỵ, có nguồn gốc từ đâu, có kiện toàn đầy đủ không, tài tinh có lợi cho mình không. Một cách xem giàu. Một, tài là dụng thần. Thân vượng, tài có thể làm dụng thân, như thế mới có khả năng giàu. Có bốn điều kiện. A, tài là dụng thần mà có lực, không bị khắc, hợp, xung. Như thế giàu nhất. B, ấn là kỵ thần, tài là dụng thần để làm tổn thất ấn. Thân và tài đều thỏa đáng mới giàu. C, ấn nặng, quan suy, tài nắm lệnh. Tài là dụng thần có thể làm tổn ấn, lại nhờ quan suy, tài không bị chuyển hóa, nên giàu. D, ấn vượng, thực thương nhẹ, tài tinh được cách cục. Tài cục có thể đối địch được ấn vượng. Nhật chủ đòi hỏi ấn vượng sinh thân để gánh được tài lớn. Hai, tài là hỷ thần, tức là lấy tài sinh cho dụng thần là quan. Tài là hỷ thân đòi hỏi phải vượng, phải có lực, không bị khắc, hợp, xung, phá mới có thể sinh quan. Thân vượng, tài quan tương sinh là phú quý song toàn. Ba, ám tài, có sách giải thích ám tài là trong mệnh có tài, có thực thương có thể sinh tài. Điều đó không hợp lý. Mệnh không có tài là mệnh nghèo, mệnh thầy tu. Có một số nhà cự phú, khi còn nghèo chỉ vì trong mệnh không có tài, lại không gặp vận tài, nhưng khi tài của tài vận được lệnh, có lực, ví dụ vận thực thường gặp năm tài là có thể khởi sắc, giàu rất nhanh. Song người như thế, khi vận đã qua thì tài không phát mạnh nữa. Cho nên người trong mệnh không có tài mà giàu là người thân vượng lại gặp tài của vận thực thương. Cụ thể, A, thân vượng, tỷ kiếp lượng, thực thương lượng, tài ấn suy. Khi tài là dụng thần, tỷ kiếp sinh thực thương vượng sinh tài tinh. Ấn suy không làm thương tổn thực thương, nên tài vận nhờ được thực thương sinh mà giàu. B, thân vượng lại có tài khí thông thương, tài vượng lại còn được thực thương sinh nên nguồn rất dồi dào. 4. Các trường hợp khác về thân vượng, tài vượng. A, tài vượng sinh quan, quan có thể bảo vệ tài, dụng thần tài gánh được tài. Ngoài ra còn yêu cầu ấn, tỷ sinh khắc chế hóa. Đòi hỏi thân vượng, ấn vượng, quan nhẹ thì ấn bảo hộ quan. Thân tài quan ấn đồng đều là vừa giàu vừa sang. Quan vượng bảo hộ tài nhược, quan nhược được tài vượng sinh, hoặc ấn nhược quan vượng sinh, ấn vượng bảo hộ quan nhược. Hai trường hợp này, một trường hợp là phú quý song toàn, trường hợp kia là quý mạnh có thực quyền. Khi nào là được bảo hộ, khi nào được sinh là mấu chốt để cân bằng tứ trụ. Điều quyết định là ở chỗ dụng thần và nhật chủ đều phải có lực. B, tài năng, thực thương ít, dụng thần tài có thể gánh được, ngoài ra còn đòi hỏi ấn kiếp sinh khắc chế hóa hợp lý. Nếu thân vượng, ấn nhẹ thì thân và tài ngang đều nhau. C, có thực thương hoặc có quan sát, tài nắm lệnh. Dụng thần tài tinh vừa vượng vừa có nguồn, hoặc quan sát bảo vệ tài làm cho tài không bị cướp đoạt, đồng thời đòi hỏi thân tài đồng đều thì mới giàu. 5. Thân nhược dùng ấn. A, dùng ấn, tài gắn chặt với nhau để sinh quan, hơn nữa tài quan không bị phá. Dùng ấn sinh thân lại còn có thể chặn được thực thương xì hơi mình. Ví dụ nhật nhược ẩn vượng, tài quan không bị phá là có ích, gặp vận ân thụ thì phúc lộc thọ đều có. B, thực thương nặng, có tài tinh, quan lại không bị phá. Như thế tài có thể xì hơi thực thương mà sinh quan, quan sinh ấn, an sinh thân, tức là mượn nhờ tài tinh để lưu thông sinh hóa. Tài, quan, sát không bị phá là ngũ hành đồng đều hợp lý, do đó sẽ giàu sang. 6. Thân nhượng dùng tỷ kiếp. Tỷ kiếp nhiều có thể gánh được vượng tài mà giàu. Gặp vận tỷ kiếp sẽ phát giàu lớn.